Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của quậy em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Đây là cái chiếc xe ở cái tầm tài chính 360 triệu Mazda BT sản xuất năm 2014, số tự động 2 cầu máy dầu màu bạc, xe biển Sài Gòn, và đã được bên em Lợi kiểm tra cam kết bằng văn bản cho quý anh chị là xe đẹp không đâm xô. Và xe thì bên em bao rút hồ sơ về mặt pháp lý cho quý anh chị nhá. Xe được bác chủ độ khá là nhiều đồ chơi như nắp thùng ghế da, thêm cam 360 đấy, và màn hình đầy đủ hết cam hành trình. Đây, toàn bộ các cái phần đồng sơn này, lốp lắp rất dày nhá. Xe được trang bị nước sơn màu bạc. Phần khung gầm phía trước của chiếc xe đây, đường gầm này còn khá là đẹp, không có móp méo gì. Tất cả các cái phần mặt ca lăng này, cam 360 nhá, cam đầu này, đèn pha, mặt ca lăng, đèn cabo của chiếc xe này còn khá là đều và mới. Kính đèn thì đều không bị rạn nứt nhá. Kính lái của chiếc xe là nguyên zin. Đấy, cam lề của chiếc xe này, cam biên sườn đây. Đấy, gương gập điện xin nhan trên gương. Và xe đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024. Các cái phần cù lốp này đến la răng, lốp lắp rất dày và đẹp. Xe bên em cũng đã cho dọn vệ sinh. Và tất cả các cái phần dầu, lọc dầu bên em Lợi cũng đã cho bảo dưỡng lại. Thay dầu, bốn má phanh cũng đã bảo dưỡng. Tay nắm móc khóa mạ chrome này, rìa che mưa này, nắp thùng thấp này, khá là đẹp. Lốp sau này còn rất dày. Đây là cái phần gầm phía dưới của chiếc xe đây. Toàn bộ bướng gầm này, số này, máy này, gầm đều rất là chuẩn chỉ. Em quay mộc mạc cho quý chị luôn nhé. Tất cả các cái phần chassis này, gầm phía sau đây. Đấy, quay chi tiết hết từ gầm, máy, nội thất, không có gì phải che giấu hết. Mình làm xe đẹp thì không có gì phải lăn tăn. Đấy, khuyến khích anh em mang ra hãng, mang thợ test check nhé. Xe sử dụng động cơ máy dầu 3.2, 2 cầu 4x4 nhé. Cản sau của chiếc xe là inox này, đèn hậu còn rất sáng và mới này. Xe này thì bây giờ là định danh rồi. Cái biển này là biển 49 thì nghĩ các chủ cũ bấm phải cũng hơi bòn. Đây là cái phần đồng sơn bên lái của chiếc xe nhé. Toàn bộ các cái phần đèn hậu hai bên đều nhau. Và lốp lắp bốn quả dày như nhau. Các cái khe hở canh cửa này, cù lốp này, bậc lên xuống này, rất đẹp và mới nhé. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Từ cột kèo này, gioăng chống ồn, táp ly, cánh cửa này là zin hết nhá. Bậc lên xuống này, nội thất sàn da này, nội thất ghế được bọc nội thất ghế da. Da này thì bác chủ bọc khá là xịn sò, màu tông màu kem nhá. Đấy, tất cả các cái phần gioăng cột này đều zin. Và nội thất ghế bên trước phía sau này, đây, táp ly thì được tay nắm, được mạ thêm vân gỗ này, phiên bản 3.2 nhé. Kính của chiếc xe đều có số 4 theo năm sản xuất 2014 này. Tất cả các móc khóa mạ chrome. Nội thất ghế bên lái, bên phụ này, phía trước này còn khá là đẹp nhé. Đấy, gioăng ốc cột này nguyên zin. Anh em nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhé. Đấy, số tự động 2 cầu này, màn hình độ thêm này, cam hành trình này, cam 360 liên sườn, cam lề đầy đủ hết. Đấy, vô lăng của chiếc xe đây. Đấy, tất cả các cái phần ốc này, tải sàn này, đều zin. Bóng khí là nguyên bản nhá. Với tầm tài chính 360 triệu, bác nào mà thích BT 2 cầu tự động, mời qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhá. Đây là cái phần sàn thùng của chiếc xe này. Các cái đinh bấm, đinh dập ở như cốp này và chỉ cốp này là zin nhá. Sàn thùng không chở hàng nặng này. Tất cả các cái phần hai bên thành lót thùng này đều rất mới và đẹp. Đèn hậu rất sáng và nguyên bản nhá. Chỉ cốp này. Đó. Đinh bấm, đinh dập này, zin hết nhá. Nắp thùng này, đèn hậu này. Hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe này, gioăng cột kèo này, nguyên zin, bậc lên xuống.
Bên em Lợi thì cam kết chỉ làm xe đẹp thôi, không làm xe tai nạn ngập nước nhé. Anh em cứ mang hàng, mang thợ, mang thuyền đến test check đơn vị thứ hai, thứ ba đến kiểm tra. Nếu phát hiện ra đâm sô tai nạn ngập nước, bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị nhá. Đây, keo chỉ này. Đấy. Đó, kính này, đều của số 4 và hàng Ford theo năm sản xuất nhá. Nội thất ghế bên lái bên phụ này, hai bên ốc cột này, gioăng này, đều zin, bậc lên xuống này. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhá. Về cái khoang động cơ là máy dầu 3.2. Tất cả các cái phần khoang động cơ này thì máy là nguyên này. Đây, tem mác cam này, đến các cổ bô cổ xả của chiếc xe còn sáng và đẹp đây. Đấy. Và cái khoang động cơ từ các cái đầu rằng chân đèn này đến hai bên thành đều rất đẹp và mới nhé. Máy 3.2 đi cực kỳ khỏe. Đây, chỉ cabo này, anh em nào biết xem keo chỉ cabo đây. Cabo zin 100%. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn một chiếc xe Mazda BT sản xuất năm 2014, số tự động hai cầu, máy dầu màu bạc. Giá đang chào bán là 360 triệu. Bác nào quan tâm liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.